Tiểu sử nghệ sĩ cải lương Linh Tâm, chuyện đời tư lắm thăng trầm. Linh Tâm sinh năm 1962, quê ở An Giang, tên thật là Võ Văn Tâm, là con nuôi của nghệ sĩ cải lương Ánh Loan. Anh bén duyên âm nhạc từ năm 7 tuổi, lớn hơn, anh được mời vào biểu diễn ở nhiều đoàn cải lương tỉnh. Sự nghiệp Linh Tâm gắn liền với các vai phản diện qua các vở cải lương Đèn Khuya, Tướng Cướp Bạch Hải Đường, Dụ Áo Bụi Đời. Đầu thập niên 1980, Linh Tâm kết đôi cùng Cẩm Thu, trở thành cặp bạn diễn ăn khách bậc nhất thị trường cải lương bấy giờ. Họ kết hôn vào năm 1982, gắn bó với nhau gần 30 năm thì chia tay. Khi cải lương trong nước thoái trào, Linh Tâm sang Mỹ định cư và là gương mặt cải lương sáng giá ở thị trường hải ngoại. Từ khi lên 7 tuổi, Linh Tâm đã được làm quen với đờn ca tài tử và tập luyện mỗi ngày. Khi nhận thấy đam mê đủ lớn, ông đầu quân cho đoàn văn công An Giang. Cãi lời ba mẹ để theo nghề, Linh Tâm đi lên bằng khả năng thiên bẩm, là trường hợp hiếm hoi không trải qua trường lớp đào tạo. Vai diễn Biện Lý Hạnh là bước ngoặt giúp ông từ kép mùi chuyển sang những vai phản diện và gắn liền tên tuổi cùng những vai như Đòi Nợ Mướn Can của Dụ Áo Bụi Đời, Mạnh Lừa Thầy Phản Bạn trong Đèn Khuya, Hai Can trong Tướng Cướp Bạch Hải Đường, vân vân. Ông diễn đạt đến mức đôi lúc khán giả không thể phân biệt với đời thực và tỏ thái độ với Linh Tâm khi gặp bên ngoài. Bị phản đối khi yêu em gái Vũ Linh, kết hôn cùng Cẩm Thu. Khi đã nổi tiếng ở đoàn văn công An Giang, Linh Tâm tình cờ gặp Vũ Linh rồi trở nên thân thiết. Sau đó cả hai cùng nhau gia nhập đoàn hát Minh Tơ. Linh Tâm cũng là nghệ danh do ông bị ảnh hưởng từ Vũ Linh. Vì nghe theo tiếng gọi tình yêu, Linh Tâm từng từ bỏ sự nghiệp để theo đuổi Hồng Nhung, em gái Vũ Linh. Lúc ấy ông mới 18 tuổi, chỉ quan tâm chuyện yêu đương chứ không nghĩ về công danh. Về phần Vũ Linh, ông không đồng tình cũng không phản đối mối quan hệ, song gia đình ông không hài lòng. Sau đó mẹ Hồng Nhung đưa con gái trở lại Sài Gòn. Khi Hồng Nhung đi, Linh Tâm hoàn toàn mất phương hướng. Đến khi có dịp diễn ở Đà Nẵng, ông gặp được Cẩm Thu và nên duyên cùng bà. Sau những vai diễn trên sân khấu, cả hai dần cảm mến nhau và nhanh chóng tiến đến hôn nhân. Linh Tý, Thu Tâm ra đời cũng chính là quả ngọt của mối tình ấy. Kể cả khi đã là vợ chồng, Linh Tâm, Cẩm Thu vẫn hết sức mùi mẫn và hợp tác ăn ý trên sân khấu. Với những khán giả đầu thập niên 80, có thể nói đôi vợ chồng này luôn tạo sức hút đặc biệt và được săn đón mọi lúc mọi nơi. Có những lần, người hâm mộ phải xếp hàng mua vé từ sáng đến tối để được xem vở diễn có Linh Tâm, Cẩm Thu. Chuyện tình kết thúc gây tiếc nuối và tổ ấm hạnh phúc mới. Đến khi cải lương trong nước rơi vào trạng thái bão hòa, những nghệ sĩ phải tìm cách xoay sở. Thời điểm ấy, khán giả hải ngoại vẫn còn yêu thích và mong muốn được nghe những nghệ sĩ trình diễn. Vì vậy, Linh Tâm cũng quyết định ra đi để được làm nghề và phục vụ khán giả khắp nơi. Đây đồng thời là chuyến đi chấm dứt mối tình của Linh Tâm và Cẩm Thu. Nhắc về vợ cũ, Linh Tâm từng chia sẻ với báo Phụ Nữ: "Phải chia tay với Cẩm Thu là một trong những điều làm tôi nuối tiếc nhất. Có lẽ tôi khó có thể tìm được người phụ nữ nào hết lòng, hết dạ, sẵn sàng chấp nhận làm tất cả, miễn sao chồng mình cảm thấy vui như Cẩm Thu. Không thể đổ hết cho duyên số, nhưng tôi không có cách nào khác để tự an ủi mình rằng có lẽ vợ chồng đã hết duyên. Khi còn duyên thì mỗi người sẽ tìm cách níu giữ bằng mọi giá, nhưng khi đã hết duyên sẽ dễ dàng buông xuôi, không cần níu kéo dù mâu thuẫn không phải là vấn đề gì lớn lao." Khi chia tay, Linh Tâm không mang theo bất kỳ tài sản giá trị nào và đều để lại cho Cẩm Thu nuôi các con. Ông quan niệm nếu không thể mang lại hạnh phúc cho người phụ nữ thì cũng phải sống có trách nhiệm với họ. Cả hai vẫn giữ mối quan hệ bạn bè, cùng quan tâm, chăm sóc các con. Hiện tại, Linh Tâm đã có gia đình hạnh phúc tại Mỹ.
ông có tình cảm với một người phụ nữ quê miền Tây và xây dựng gia đình khi có suy nghĩ muốn tìm một chỗ dựa tình cảm nơi đất khách quê người. Cẩm Thu hiện cũng đã kết hôn và hạnh phúc với ông xã doanh nhân. Nơi đất khách, Linh Tâm vẫn nuôi dưỡng tình yêu với nghề. Anh tự làm phòng thu riêng tại nhà, luyện giọng mỗi ngày, trau dồi kỹ năng và biểu diễn phục vụ kiều bào. Nam nghệ sĩ bảo, người nghệ sĩ sống ở nước ngoài vẫn rất khao khát được hát thật nhiều. Tiếc rằng điều kiện thực tế không cho phép họ thực hiện ước mơ đó. Ngẫm lại sự nghiệp của mình, Linh Tâm phần nào hài lòng vì đã làm tròn bổn phận của một người nghệ sĩ. Trên sân khấu, anh nổi danh là chàng kép độc gắn liền với những vài điệu cán, sở khanh. Linh Tâm đôi lúc tủi thân vì bị khán giả ghét từ những vai diễn mình tham gia. Song bù lại, nam nghệ sĩ an ủi khi vai diễn thành công, ghi dấu trong lòng với mộ điệu cải lương. Người ta thích đóng vai hiền để được khán giả thương, còn trời phú cho tôi hóa thân được nhiều dạng vai, nên đụng vai nào tôi nhận vai đó. Trong nghệ thuật, nếu ai cũng dành làm kép chính, hào quang đẹp đẽ về mình, làm sao một vở diễn có thể trọn vẹn nhân vật? Nam nghệ sĩ chia sẻ. Đã bước sang ngưỡng 60, Linh Tâm vui vì sức khỏe ổn định. Nhiều năm qua, anh ý thức giữ gìn sức khỏe, hạn chế bia rượu, thuốc lá và giữ tinh thần lạc quan, vui sống. Nhờ tập gym, yoga, nam nghệ sĩ cũng có vẻ ngoài phong độ, giọng hát được giữ gìn tốt. Linh Tâm nói, tôi còn khỏe lắm, đi hát chắc phải 30 năm nữa mới thôi.